Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, nền tự do dân chủ của miền Nam Việt Nam không còn nữa. Cuộc sống của người miền Nam Việt Nam bắt đầu rơi vào con đường tối tăm. Người thì bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị đày đi kinh tế mới, người thì bị mất nhà, mất cửa, người thì bị mất hãng, mất việc làm. Nói tóm lại, khi bước chân cuộc lũ cộng sản Bắc Việt dẫm chân lên miền Nam Việt Nam, thì một đất nước phồn vinh như Việt Nam Cộng Hòa đã bị chúng phá nát. Người dân miền Nam Việt Nam đã mất tất cả kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. Kể từ đó, hơn 1 triệu người dân miền Nam Việt Nam phải chạy trốn chế độ cộng sản để tìm một cuộc sống tự do tại một vùng đất mới, dẫn đến hàng trăm ngàn người phải bỏ mạng trên biển cả hoặc gặp hải tặc, gặp bão tố và cả phía công an Việt Nam bắt họ. Không phải ai vượt biên cũng được đến bờ tự do. Cái giá tự do vô cùng đắt giá. Hôm nay để tưởng niệm tháng Tư Đen, Đất Việt TV kể lại một câu chuyện của một viên sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị bắt đi tù cải tạo 6 năm học tại trại tù Tiên Lãnh ở tỉnh Quảng Nam. Sau khi ra trại, viên sĩ quan này tìm đường vượt biên nhưng không thành vì công an phát hiện. Không may anh chạy thoát và được một sư thầy chùa cha chở, và chính sư thầy chùa này đã bỏ ra cho anh một cây vàng và tìm đường vượt biên cho anh thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam. Vậy vị sư thầy này là ai? Mời quý vị lắng nghe. Viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa vượt biển đến Hồng Kông năm 1982. Ở Hồng Kông gần một năm thì anh được phái đoàn Mỹ nhận cho định cư tại Mỹ. Thế nhưng có nhiều điều làm anh thắc mắc mãi, tại sao ông thầy chùa đã giúp đỡ anh tận tình như vậy? Anh chưa hề quen biết ông. Anh nhớ lại cái đêm vượt biên bị công an phát giác, anh nhảy xuống sông vừa bơi vừa lặn. Trước khi tàu công an kẹp sát lên bờ vì trời tối, anh không biết đây là nơi nào. Anh lần mò trong bóng tối chừng 3 tiếng đồng hồ vẫn không thấy đường cái. Bỗng nhiên anh trông thấy một ánh đèn từ xa. Anh đi tới thì ra đây là một ngôi chùa nhỏ. Anh vào chùa gặp một vị sư còn trẻ. Sư hỏi anh cần gì. Anh tình thật thưa rằng anh đang đi lạc đường và xin được giúp đỡ. Vị sư đưa anh vào chánh điện rồi đến thưa với vị thầy trụ trì. Thầy trụ trì chừng trên 60 tuổi, mặc bộ đồ màu lam, nước da ngâm đen, khuôn mặt hiền từ. Khi nhìn thấy anh, thầy có vẻ hơi giật mình. Thầy bảo người sứ trẻ dọn cơm cho anh ăn. Trong lúc nói chuyện, để anh an tâm, thầy cho anh biết sẽ không có ai làm phiền hay quấy rối anh. Anh muốn ở bao lâu cũng được. Thầy đích thân trân trọng dọn phòng cho anh ngủ. Anh tự hỏi giữa lúc khó khăn gạo châu củi quế, thế mà nhà chùa lại rộng lượng quá vậy. Sáng dậy anh bước ra phòng vừa rửa mặt thì đã nhìn thấy thầy ngồi tại bàn ăn đang uống trà. Thầy mời anh cùng uống trà và nói chuyện, tuyệt đối không hỏi anh về cuộc sống hiện thời, về gia đình, về nơi ăn chốn ở. Thầy dặn anh có ai hỏi thì bảo anh là bà con ở quê ra thăm thầy. Thầy cũng cho biết ngôi chùa nhỏ nghèo nàn nên sống sơ sài, không biết anh có chịu được không. Anh chắp tay cảm ơn thầy và nói được, thầy bao bọc chuyện ăn uống không thành vấn đề, tất cả đều tốt với tôi, xin thầy đừng bận tâm. Khi còn ở nhà, con và vợ của con bữa đói bữa no, làm gì có được như thế này. Trong những ngày ở chùa, thầy ít khi gặp anh, ít nói chuyện với nhau, ngoại trừ vào bữa ăn. Không hiểu sao thầy cố giữ anh lại và không cho anh biết lý do. Chừng 10 ngày sau, khi ăn cơm chiều xong, thầy bảo anh ngồi lại để thầy nói chuyện. Chỉ còn lại hai người đối diện nhau, thầy nói với anh, khi anh bước chân vào chùa này, tôi đã biết anh là người trốn thoát công an lùng bắt vì tội vượt biên. Ở đây tôi đã gặp vài trường hợp giống anh và tôi đã che chở nên họ về nhà an toàn. Như anh biết, chùa là nơi mở rộng vòng tay giúp đỡ cho những người xa cơ thất thế. Chúng tôi đã làm hết mình trong điều kiện cho phép. Hơn nữa, vượt biên theo tôi không phải là có tội. Họ chỉ trốn thoát chế độ không phù hợp với họ. Không chống cự, không phản đối thì không thể bảo họ mang tội. Trường hợp của anh khác với những người kia. Khác như thế nào sau này anh sẽ rõ. Đêm nay có một chuyến vượt biên uy tín mà tôi tin tưởng. Tôi muốn gửi anh đi trong chuyến này. 11 giờ sẽ có người dẫn anh ra đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh mọi thứ, gồm hai bộ áo quần để anh thay đổi khi tới nơi và một lượng vàng cho anh tiêu dùng trong thời gian anh chờ đi định cư nước thứ ba.
Anh trố mắt nhìn thầy mà không nói nên lời. Anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không biết lý do gì mà thầy tận tình giúp đỡ anh như vậy. Thầy bảo anh về phòng nằm nghỉ, chờ đến giờ có người đến đưa anh đi. Thầy không cho anh nói một lời nào dù là lời cảm ơn. Thầy lên chánh điện tụng kinh. Anh nằm suy nghĩ mãi về sự giúp đỡ của thầy. Một lượng vàng là một tài sản không nhỏ vào thời điểm đó. Thế mà thầy lại biếu anh, chưa kể thầy còn phải đóng tiền cho chủ ghe để được đi, chứ không ai cho đi không. Anh thắc mắc sao lại có một người tốt như vậy. Anh hứa với lòng mình, sau khi an cư lạc nghiệp ở xứ người, anh trở về thăm thầy. Anh hỏi lý do tại sao thầy giúp đỡ anh. Anh nghĩ sẽ hoàn trả lại số vàng bằng gấp bao nhiêu lần mà thầy đã chi phí cho anh. Thầy nói, chùa đã từng che chở cho những người vượt biên bị bể và đưa họ về nhà. Đó là một việc tốt, một công đức cao cả mà chỉ có Bồ Tát mới hành xử như vậy. Vì biết bao nhiêu liên lụy sẽ gây rắc rối cho chùa và cho thầy nếu chính quyền biết được. Ấy vậy mà thầy chẳng sợ gì, niềm tin nào đã làm cho thầy hành động một cách liều lĩnh như thế. Sống giữa một xã hội mà người dân chỉ còn cách trốn ra nước ngoài mới yên tâm thì sợ chi đến chuyện bắt bớ. Tuy nhiên ở trường hợp của thầy lại khác. Thầy đứng ngoài mọi liên hệ với những người chạy trốn mà lại giang tay ra đỡ cho họ khỏi bị tù tội. Còn hoàn cảnh của anh được thầy che chở rồi lại tìm cách đưa đi tiếp qua sự việc này. Thầy đã tạo ra cho anh một niềm tin vào cuộc đời. Vẫn còn có người đầy lòng nhân ái. Gần 11 giờ đêm, thầy vào gọi anh dậy. Thầy trao cho anh cái bọc ni lông chứa hai bộ quần áo và một lượng vàng. Thầy bảo anh cẩn thận cất vàng vào túi quần sau cài nút lại. Trong bọc ni lông có một lá thư, thầy dặn khi lên ghe nhớ hãy đọc. Nếu trường hợp bị công an phát hiện, bằng mọi cách phải hủy lá thư trước. Thầy đứng ngay trước cửa nhìn anh ra khỏi chùa. Người dẫn đường đưa anh ra ghe nhỏ cách đó chừng khoảng nửa giờ. Trên ghe có khoảng 10 người ngồi ghe, rồi ghe chạy ra sông cái tấp vào ghe lớn đang chờ sẵn. Khi leo lên ghe, anh làm rớt bọc ni lông xuống sông, không vớt lên được. Như vậy là lá thư và hai bộ quần áo mất từ đó. Khi anh ở Mỹ, anh share phòng với một gia đình Việt Nam, ăn uống anh tự túc nấu lấy, nên tiết kiệm thêm một ít tiền. Anh viết thư bảo vợ thỉnh thoảng qua chùa Mân Thái cúng Phật và thăm thầy trụ trì. Anh cho biết thầy là ân nhân của anh và gia đình, chỉ phải thay anh thăm viếng thầy thường xuyên. Sau khi có quốc tịch Hoa Kỳ, anh làm hồ sơ bảo lãnh vợ con. Anh thu xếp một chuyến về Việt Nam để trước hết thăm thầy, sau đó hỏi về lý do. Thầy đã tận tình giúp mình. Một thắc mắc cứ canh cánh trong lòng khiến anh trăn trở mãi. Thầy thường che chở cho những người vượt biên, nhưng thầy chưa bao giờ nói là đã giúp cho ai phương tiện và vật chất để họ tiếp tục đi như anh. Thăm viếng gia đình bà con hàng xóm xong, anh đón xe Mân Thái vào thăm thầy. Anh gặp vị thầy này nhận ra anh ngay. Thầy nhìn anh rồi mắt thầy sáng lên đầy ngạc nhiên và vui mừng. Anh chạy đến ôm thầy, anh cảm thấy sung sướng, nước mắt ràn rũa. Thầy mời anh ngồi lên chiếc bàn ăn này ngày nào. Anh tình thật thưa với thầy là lúc hối hả lên tàu lớn, trong đêm tối anh đánh rơi túi ni lông có lá thư và hai bộ áo quần thầy cho, nên đến bây giờ anh vẫn không biết trong thư thầy viết gì. Thầy cười hiền hòa và nói trong thư căn dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, luôn luôn nghĩ tới vợ con chứ không có gì quan trọng. Thế nhưng anh không nghĩ như vậy, có một điều gì bí mật mà thầy chưa tiện nói ra. Ở lại chùa vài ngày trò chuyện với thầy, một buổi tối sau khi ăn cơm xong, thầy và anh ngồi uống trà nói chuyện. Thầy nhìn thẳng vào mắt anh rồi từ từ nói, chắc chắn anh thắc mắc trong vòng mấy lâu nay là tại sao tôi tận tình giúp anh, tiếp tay làm tròn ước nguyện mong muốn của anh là vượt thoát khỏi đất nước cộng sản này. Chẳng qua đó là cái ơn mà tôi phải trả cho anh trong thời kỳ chinh chiến. Có lần anh đã giúp tôi mà anh tuyệt nhiên không hay biết. Bây giờ tôi xin kể lại đầu dây muối dở của câu chuyện. Anh không còn nhớ, nhưng với tôi chuyện gặp anh lúc đó tôi không bao giờ quên. Trước khi nhắc lại chuyện cũ, tôi xin nói về tôi có vợ và hai con. Hồi đó gia đình tôi còn sống trong vùng mất an ninh, cộng sản đã đến tuyên truyền nên tôi theo họ và hoạt động cho cộng sản. Chức vụ tôi là huyện ủy viên,
Vợ con tôi chết trên chuyến đò tiếp tế bị máy bay phát hiện. Từ đó tôi là người không có gia đình. Tôi được cấp trên giao cho nhiệm vụ hoạt động trong vùng Hòa Vang và Điện Bàn để dễ dàng đi lại. Tôi giả là một nhà sư mặc áo nâu sòng, trên vai luôn mang cái chuông mỏ, nhưng thực tế trong đó chứa những tài liệu hoạt động và một khẩu súng ngắn. Tôi tránh đi lại ban ngày vì sợ bị phát giác, thường di chuyển vào lúc mặt trời sắp tối. Và du kích địa phương báo trước cho tôi biết đoạn đường nào an toàn để đi. Buổi chiều tôi nhận lệnh là sáng hôm sau tôi có một cuộc họp với thượng cấp tại xã Thanh Trường, huyện Điện Bàn. Tôi và hai cận vệ yên tâm ra đi. Người cận vệ đi đầu bị đau bụng nên ngồi lại đi cầu. Như vậy tôi trở thành người đi đầu. Đi được một đoạn thì tôi bị một toán lính quốc gia phát hiện. Người đi phía sau tôi núp vào bụi cây nên thoát được. Tôi bị dẫn vào trình diện ông trung úy đại đội trưởng, người chỉ huy cuộc hành quân hôm đó. Tôi nghĩ trong bụng tôi không thể nào thoát được lần này, thế nào họ cũng xét. Và chiếc bị mang trên vai đầy tài liệu và cây súng ngắn trong đó. Dưới ánh đèn nhỏ nhỏ, ông trung úy ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt hiền từ, hỏi tôi một câu lấy lễ: thầy đi đâu trong đêm tối, thầy có biết vùng này nguy hiểm lắm không? Tôi thưa với ông rằng xóm trên có người mới mất, tôi đến tụng kinh rồi về, không ngờ trời sụp tối mau như vậy. Người lính đứng gần hỏi ông trung úy có cần xét ông thầy này không? Ông trung úy nói khỏi cần, rồi sai bảo người trải miếng nệm cho thầy ngủ lại, sáng mai hãy về, chứ đi trong đêm thế nào cũng bị bắn. Tôi nghĩ lúc đó có người khuất mặt che chở cho tôi nên họ không xét người tôi. Sáng hôm sau thức dậy, ông trung úy đưa cho tôi một ca nước trà, rồi tôi lên đường. Suốt trên đoạn đường đi tôi suy nghĩ mãi về ông trung úy, điều gì mà làm cho ông cư xử với tôi như vậy? Ông có biết rằng trong đêm đó tôi có thể giết ông rồi bỏ chạy, giữa đêm khuya tối mịt làm sao bắn trúng tôi? Ai đã khiến tôi ngăn cản tôi không cho làm điều đó? Trong chiến tranh không từ bất cứ thủ đoạn nào, giết chết người không một chút cắn rứt. Nhưng giữa anh và tôi, hai kẻ thù gặp nhau ở một điểm lòng nhân ái, không biết nó đã tiềm ẩn trong người tự bao giờ, mà khi nó tỉnh dậy lại là đúng lúc nhất. Từ đêm đó tôi bắt đầu suy nghĩ về tâm linh. Chiếc áo nâu sòng tôi đang mặc phải có cái duyên tôi mới khoác nó lên người. Trong những năm tháng cuối cùng chiến tranh, chiếc áo như đã che chở cho tôi tránh những lần tên mũi đạn. Tôi nguyện trong lòng, sau khi cuộc chiến chấm dứt, thế nào tôi cũng tìm gặp anh. Ánh mắt và khuôn mặt anh không sao tôi quên được. Anh đã cứu tôi không những tại mặt trận mà còn cứu tôi ra khỏi vùng lầy của sự hận thù. Tôi luôn âm thầm cầu nguyện cho anh thoát khỏi mọi tai ương trong chiến tranh. Cái đêm anh bước vào chùa, anh đứng ngước lên nhìn tôi, cũng ánh mắt ấy. Cách đây hơn 10 năm giống hệt nhau, tôi giật mình, ân nhân năm xưa bây giờ đã đến. Tôi có bổn phận phải giúp anh, phải đưa anh thoát khỏi nghịch cảnh mà anh và gia đình anh đang gánh chịu. Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ? Đây là cơ hội cho tôi trả lại món nợ cũ. Điều làm tôi suy nghĩ mãi là cơ duyên nào đưa anh tới đây? Có phải chăng ơn trên đã dẫn dắt anh? Trong cuộc sống thiên hình vạn trạng, rất hiếm có trường hợp giống nhau. Thế mà anh lại rơi đúng vào sự trùng hợp này một cách bất ngờ. Anh sững sờ nhìn thầy, một câu chuyện mà anh không hề nghĩ đến. Cho đến bây giờ thầy nhắc đúng là trường hợp hy hữu, tất cả đều có sự sắp xếp ơn trên. Ký ức anh bắt đầu quay lại về khoảng không gian 10 năm trước đây. Hồi đó đơn vị anh hành quân ở khu vực Miếu Đông sát quốc lộ 1, giữa đường từ Đà Nẵng vào Vĩnh Điển gần 6 giờ chiều, anh được lệnh di chuyển vào khu vực xã Hòa Lân gần một con lộ đá từ Non Nước vào Hội An. Chính sự di chuyển này, anh đánh lạc hướng du kích địa phương và những liên lạc viên vì họ không ngờ đơn vị của anh di chuyển ban đêm. Ông huyện ủy viên tưởng rằng không có lính quốc gia hành quân nên ông mới đi trên lộ trình này. Khi ông bị lính chặn lại, ông rất ngạc nhiên tại sao một cuộc hành quân như vậy mà lính du kích không phát hiện được. Chỉ huy đại đội đóng gần cái miếu anh treo chiếc võng bên ngoài. Định nằm nghỉ thì người lính gác dẫn một ông thầy chùa vào trình diện. Anh ngước nhìn thấy ông thầy chùa cũng lớn tuổi, con người khắc khổ tội nghiệp, trong lòng có tôn trọng người tu hành. Anh không nghi ngờ gì cả, bảo ông nghỉ lại ở đây cho an toàn rồi ngày mai về sớm. Đi trong đêm nguy hiểm vì có thể gặp đơn vị quốc gia khác đi kích, lúc đó khó tránh khỏi rắc rối. Đơn giản là như vậy, chứ anh hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác, hoặc không có nghi ngờ ông thầy chùa này là Việt Cộng.
Sáng hôm sau khi ông thầy chùa này đi rồi thì anh mới tự hỏi tại sao mình không lục soát ông thầy, biết đâu ông là Việt Cộng thì sao? Giữa thời buổi chiến tranh bất cứ ai cũng có thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy nhưng anh không cho lính chạy theo gọi ông trở lại. Chuyện này anh cũng lãng quên, bây giờ thầy nhắc lại anh mới nhớ. Thưa thầy, thế thì lúc nào thầy mới chính thức bước vào con đường tu hành? Tôi hỏi. Thầy nhìn anh mỉm cười. Bây giờ anh mới để ý nụ cười của thầy hiền lành, đúng là một bậc chân tu. Sau 30 tháng 4 năm 1975, khi phía Cộng sản hoàn toàn chiếm được miền Nam, cũng vào ngày đó tôi chính thức đi tu. Nhìn lại cuộc chiến tôi thấy hoàn toàn vô nghĩa, vì một bên cố bảo vệ đất nước, một bên kia thì cố đánh chiếm cho bằng được, bất chấp xương máu của người dân vô tội, bằng một lý thuyết của mình, rồi cuối cùng bên thua thì mất hết, bên thắng cũng mất như nhau, rồi cả hai bên đều mất mát trong một cuộc chiến này. Còn người dân cả hai phía đều chịu hậu quả của chiến tranh này. Những bạn bè cùng chiến đấu với tôi rất ngạc nhiên, lúc được hưởng những sung sướng nhất, giàu sang nhất, tôi lại chọn con đường cực khổ nhất. Tôi trả lại tất cả những chức vụ, đảng viên, quyền hành, tất cả. Chỉ xin một điều, hãy để cho tôi yên, đừng quấy phá làm phiền tôi nữa. Những ai muốn đến thăm chùa, những ai ngủ trong chùa, xin các người đừng gây rắc rối cho họ. Những ngày tôi theo cách mạng hy sinh cả vợ con, sự cống hiến của tôi đã đủ rồi. Bây giờ cho tôi yên phận trong tuổi già, tôi nghĩ chỉ có con đường này mới giải thoát được tôi, được vợ con tôi dưới suối vàng. Cũng mỉm cười. Lúc đầu họ không chịu, nhưng tôi quyết liệt quá, họ đành phải chịu ý tôi. Họ bảo tôi lãnh đạo Phật giáo tỉnh, tôi từ chối. Tôi muốn là một người tu hành thật sự, đúng chính nghĩa nhất, không lợi dụng chiếc áo cà sa nữa, vì tôi đã lợi dụng nó quá nhiều trong thời chiến tranh để che chở cho mình rồi. Lúc đầu khi về chùa, tôi thỉnh một bộ kinh và sắm chuông mỏ, tôi tự trồng trọt để nuôi thân. Nhưng địa phương họ biết trước đây tôi hoạt động cho phía Cộng sản Bắc Việt, nên họ rất e dè, ít người lui tới. Dần dần người này truyền đạt với người kia về tôi, họ thấy tôi không nguy hiểm mà trái lại rất dễ thương. Từ đó chùa có một sinh khí mới, bữa tối ai rảnh thì đến chùa tụng kinh với tôi. Đạo hữu họ biết chùa che chở cho họ, rất nhiều người trốn thoát công an, họ cho đó là việc làm đúng. Công an họ tin rằng tôi là một đảng viên không thể chấp chứa những thành phần phản động, nhưng họ không ngờ rằng tôi bây giờ đã hoàn toàn lột cái xác rồi, tất cả đều là anh em không thù không oán gì nữa. Chính vì vậy chùa đã che chở cho những người vượt biển trốn tại nơi đây. Trên đây là một câu chuyện của một vị sư trụ trì của một ngôi chùa ở tỉnh Quảng Nam. Trước 30 tháng 4 năm 1975, vị sư này bị Cộng sản Bắc Việt tuyên truyền đi theo Cộng sản để chống phá phía Việt Nam Cộng Hòa, rồi dẫn đến gia đình tan nát, vợ con cũng phải chết. Sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam Việt Nam, thì vị sư này đã giác ngộ được những năm tháng chiến tranh chỉ mang lại khổ đau cho nhân loại. Rồi thầy đã từ bỏ con đường của Cộng sản để cứu người gặp nạn. Hầu hết thầy quay lại cứu những người của chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Khi một người có lương tâm đạo đức, thì dù chức cao quyền vị của Cộng sản họ không tham, mà họ chỉ phục vụ với mục đích cao thượng là cứu đúng người. Chúng ta cũng thừa biết rằng hệ thống Cộng sản trên thế giới đã bị đào thải, kể cả Liên Xô họ không còn duy trì chế độ Cộng sản nữa. Đó là do họ đã hiểu được chế độ Cộng sản không theo kịp nền văn minh của nhân loại, vì họ cũng cùng tư tưởng như một vị thầy trên. Và chế độ Cộng sản Việt Nam cũng sẽ sớm ra đi, để cho một dân tộc Việt Nam có được một chế độ tự do thực sự như các nước văn minh khác. Đến đây Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đang quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình Yêu Tổ Quốc tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.